Trong khuôn khổ sự kiện Goldwell Color Zoom Hair Shows 19, chủ đề Remix Universe, Vũ trụ Remix, Goldwell Việt Nam đã chính thức công bố giải vàng quốc gia Color Zoom 19 của 3 hạng mục dự thi, tài năng trẻ, sáng tạo, đối tác, được trao lần lượt cho 3 nhà tạo mẫu tóc, Đới Văn Tuấn, Lương Văn Đồng và Hoàng Văn Hà. Giải vàng quốc gia sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải chung kết toàn cầu Color Zoom tại Viên nước Áo vào cuối tháng 9 tới đây. Song song với đêm trao giải, các hoạt động bên lề cuộc thi vẫn đang diễn ra sôi nổi. Tuần này, Đẹp và Phong Cách sẽ giới thiệu mẫu tóc tham gia giải bình chọn People's Choice Award của tạo mẫu tóc Hải Yến đến từ Salon Hải Yến. Xin chào các bạn, mình tên là Linh, mình 24 tuổi và mình rất thích thời trang và nghệ thuật. Mình rất thích các kiểu tóc mới lạ và hôm nay mình quyết định thay đổi kiểu tóc để hợp với trend 2019. Tóc của em đã làm ombre rồi đúng không ạ? Em mới làm được khoảng tầm 2 tháng đúng không? Vâng. Hôm nay em muốn màu như thế nào? Màu xanh. Xanh blue nhé. Mùa hè cho nó mát mẻ nhỉ, đúng không? Chị sẽ làm cho em chuyển màu hướng nhé. Từ phần trên xuống phần dưới. Một màu xanh blue từ đậm đến nhạt. Vâng. Ok không? Vâng. Chất tóc của em cũng đanh khỏe lắm, vẫn tẩy nhưng mà vẫn còn độ rất là dai và chắc. Phần chân cũng ok. Và xong chị đã tạo kiểu cho em một kiểu hơi xoăn lơi, trẻ trung nhé, mát mẻ. Với nhiều năm kinh nghiệm cũng như thường xuyên đưa ra các bộ sưu tập mang tính định hướng cao cho khách hàng và cộng đồng những người yêu tóc, tạo mẫu tóc Hải Yến luôn luôn có những đột phá về công nghệ màu nhuộm, tìm tòi những xu hướng tóc đang được thịnh hành để có thể tư vấn và giúp khách hàng ngày càng đẹp hơn, phong cách hơn. Tham gia vòng 2 Color Zoom People's Choice Award, nhà tạo mẫu tóc Hải Yến giới thiệu mẫu tóc mới nhất xu hướng hè 2019 theo mẫu tóc ứng dụng xu hướng Remix. Hiệu ứng tương phản mạnh mẽ, chủ nghĩa tối giản về đồ họa, màu sắc táo bạo, độ phồng có kiểm soát, cổ điển nhưng thời trang. Cùng ngắm sự thay đổi của nhân vật sau khi trải nghiệm màu nhuộm xu hướng ứng dụng Color Zoom 2019 Remix. Chính mình dù có nổi bật, phong cách hay tối giản, cá tính.